Dạ bẩm ông, có ông lao đến tìm ông. Mày nói là tao đang ngủ, đưa ông xuống bếp, có chi cần tao gọi. Dạ. Ông lao ơi. Hả? À, ông Hội Đồng, ông ngủ chưa vậy? À. Rồi ông xuống bếp ông đợi ông chút. À, đi. À. Chuyện gì vậy Lão Tam? Bộ hết chỗ rồi sao mà mày để ông ngồi đây cho vướng tay vướng chân tao vậy? Ừ, ông Hội Đồng á biểu ổng xuống đây ngồi chờ mà. Chờ cái giống gì? Ông Hội Đồng á đi khỏi nhà rồi. Đâu có, chị Mùi nói sao chứ hồi nãy đó chính ông chủ kêu tôi dắt ông Lao xuống đây mà. Tôi thấy á, ổng đi ra khỏi nhà rồi. Ủa, cớ chi ổng kêu ông Lao ngồi đợi ở đây rồi ổng đi ra ngoài? Không lẽ ổng quên ra? Giờ biết tính sao giờ? Ừ. Gì vậy? Gì vậy Lão Tam? Kéo đi đâu vậy? Chuyện chi vậy Lão Tam? Sao mày ngu quá vậy Hải? Ừ? Đó là mưu kế của ông chủ đó. Ừ? Ông giả đò kêu ông Lao tới đây ngồi chờ, đặng ổng lẻn vô nhà ông Lao hai con gái ông Lao đó đa. Ừ. Thiệt cũng thất nhân quá chứ. Chèn ơi, sao không nói sớm? Ê Hải, Hải sư tận mạng mà.
coi như lần này thoát nạn. Em đừng có khóc nữa. Em đã làm đúng theo lời quay dặn phải không? Rồi ông hội đồng ổng rầy xong rồi ổng bỏ đi hả? Kế này coi bộ cũng được hả? Tôi sợ lắm. Tôi không biết lúc nào ông sẽ quay lại hại tôi nữa đây. Hoa cũng nghĩ là ông sẽ không buông tha cho em đâu. Nhưng thế nào ông cũng tìm mọi cách đặng quay lại. Vậy chứ bây giờ anh biểu tôi phải làm sao đây? Cái kế qua bài cho em chỉ dụng được một hai lần thôi, chớ mần hoài đâu có được. À, hay là em bàn với tía bỏ đi xứ khác đi. Đi xứ khác rồi tìm kế sanh nhai có được không? Hòa thấy đó, chỉ có đi khỏi chỗ này mai ra em mới được yên thân. Lão Tam, Lão Tam. Dạ. Thức ăn á, xong cho mợ hai chưa? Dạ sắp xong rồi, để hầm thêm chút nữa cho nó chín tới. Khi nào xong á nhớ đem lên cho mợ hai nghe chưa? Dạ. Để. Công nhận cậu hai cưng chiều mợ hai ghê. Thấy mợ hai đi xa mấy ngày mệt mỏi nên dặn mua thức ăn thiệt ngon tẩm bổ cho mợ. Biết thì nói, không biết thì thôi. Cháu Hoa nói không phải đà. Để đó tôi nói cho mà nghe. Đây là cái món ăn á, để dành cho đàn bà dễ có thai. Bất quá mợ hai chỉ được hưởng ân mưa móc thôi. Ui, vậy mợ hai có bầu rồi đà? Có hồi nào chứ. Mợ hai khó có con vậy á, nên bà chủ mới ra lệnh tìm món ngon vật lạ cho mợ hai ăn để dễ có bầu. Mà ông muốn làm mợ hai thì ông ăn hết cái này đi. Cái con này ăn nói vô duyên quá. Đưa cái chén đây. Nè, nhưng mà nói gì thì nói, từ ngày mà mợ hai về quê lên á, tôi thấy cậu mợ không thuận hòa đó đa. Cậu hai mặt lúc nào cũng chầm chầm, khó đăm đăm, không nói với mợ tiếng nào hết trơn. Ai cũng vậy thôi. Cậu hai cậu lo cho bệnh tình của em vợ chứ chi. Nữa, ông hay nói tầm ruộng quá đa. Ông chỉ rành á, ba cái chuyện nấu ăn thôi. Còn chuyện trong nhà trong cửa thì làm sao rành bằng tôi. Chớ mày biết làm sao, nói thử nghe coi. Tôi nói một mình ông nghe thôi nha. Không có học với ai nghe chưa. Cậu hai ghen đó. Cậu hai ghen hả? Ừ. Thì cậu hai á, ghen với nhân tình cũ của mợ hai ở dưới quê đó. Trời đất quỷ thần ơi, có chuyện đó sao? Mợ hai mà dám à? Chuyện gì mà không dám chứ. Tình cảm trai gái lửa gần rơm, ai mà biết được. Cái bộ mày rành chuyện tình cảm quá hen. Đâu vậy, vậy mày nói thử nghe coi, sao tới giờ này qua vẫn ế vợ vậy nè? Tại ông nhiều chuyện hơn đàn bà mà. Mà đâu có đàn bà nào muốn lấy chồng nhiều chuyện hơn mình, đúng không? Tao đập chết cha mày bây giờ. Lão Tam, ông làm gì vậy? Này, này, ông làm gì vậy? Ngu sao đứng? Mày đứng lại. Đứng tôi hả? Mày đứng lại. Vui quá ha. Thức ăn xong chưa? Dạ xong rồi. Mau đem lên cho mợ hai đi. Dạ. Rớt. Ông nội bà nội mà chứ rớt ai? Nhìn cái gì? Chuyện ở trong nhà này á,
có như thế nào á cũng không đến lượt mình lên tiếng đâu. Mày có muốn bị đuổi việc không? Dạ con biết rồi. Bộ tưởng giỏi lắm đa, bất quá cũng ở đợi giống như tôi thôi. Bài đặt giữa hơi bà cả, hóng hách ra hoài thiệt dữ. Tưởng mình là bà cả sao? Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Văn Út? Dạ tôi là chị hai của nó. Đã có kết quả xét nghiệm, mời cô đi theo tôi. Theo kết quả xét nghiệm thì bệnh của em trai cô là bệnh lao thời kỳ cuối. Bệnh này hiện nay không có thuốc chữa nên bệnh viện cũng không thể làm gì khác hơn được. Tôi báo để cô biết và chuẩn bị tinh thần đón nhận sự thật. Còn nữa, bệnh này lây truyền nhiễm khá cao nên bệnh nhân phải được cách ly. Cô nên biết để mà phòng tránh cho bản thân. Út à, mấy người đưa thằng Út đi đâu vậy hả? Yên tâm đi, không có sao đâu. Ở đây có chúng tôi lo rồi. Út có sao không hả đốc tờ? Cứ chờ ở đây, có gì chúng tôi sẽ báo lại. Đốc tờ à, cứ bình tĩnh đi. Lụa, bình tĩnh thằng Út làm sao? Bà người ta đưa nó đi đâu vậy Lụa? Lụa, Lụa ơi, con có sao không hả Lụa? Lụa, Lụa, con có sao không vậy? Tân, vợ con đâu? Dạ, nó đang mệt nên không ra được. Nó đau hả con? Sao con không nói cho má biết? Bà Phương, chú Kiều sắp nhỏ bưng cơm vào phòng cho mợ hai nghe. Dạ. Càng ngày tôn ti trật tự trong nhà này càng không ra gì. Từ lâu tôi đã nói, trong bữa cơm gia đình nhất mọi người phải tề tụ đông đủ. Con Lụa nó không ra ăn cơm là vì cái giống gì? Tân, con vô kêu vợ con ra đây ăn cơm cho tử tế. Bằng không con cũng đừng giác mặt ra đây ăn cơm cho mọi người nghe chưa? Bà, nó không muốn ra thì làm sao con ép nó được? Nhìn cái mặt chù ụ của nó, ăn uống cũng không thấy ngon. Tân, sao con lại nói hành vợ con như vậy? Đừng làm cho bữa cơm gia đình mất hòa khí đó nghe. Người nào người nấy mặt nặng mặt nhẹ như vậy thì đồ ăn có ngon mấy cũng nuốt không có trôi. Mà không ăn ngon miệng thì làm sao đủ chất bổ dưỡng? Tôi nói vậy có gì sai chứ? Nhật trình nó đăng vậy mà. Mình à, đừng bực bội mà ảnh hưởng đến chuyện ăn uống đó đa. Bác sĩ đã dặn mình nên chú ý tâm trạng trong lúc ăn mà. Chắc Lụa nó đang lo lắng cho bệnh tình của em trai nên không thiết tha chuyện ăn uống. Hơn nữa, mặt mày ủ dột như vậy ra đây
sợ ảnh hưởng đến khẩu vị của mọi người. Lụa đã lên tiếng xin phép thì mình cũng bỏ qua, đừng có chấp nhất làm chi. Thôi, mọi người ăn đi. Mình ăn đi. Vậy mà không chịu lên tiếng sớm để mọi người được ăn cơm sớm. Phải chi tiếng nói mình cũng được giá trị như vậy thì đỡ biết mấy. Thôi thôi, mọi người ăn cơm đi. Mà nè, sắp tới tôi có công chuyện trên Đà Lạt. Tôi với Lệ Hằng đi cỡ một tuần đó đa. Trong thời gian tôi vắng mặt, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà tôi giao cho bà cả, đặng bà quản cho em xuôi, nghe chưa? Không thích cái cô vắng mặt trong bữa cơm đó đã. Lỡ lần này thôi, đừng để có lần sau làm tôi phải ê mặt với mọi người vì không biết dạy vợ đó đã. Muốn cái gì chứ? Sao cô cứ ủ dột mặt mày như đưa đám vậy? Có chuyện gì muốn nói cứ nói phức ra cho tôi nghe. Kìa, sao mình lại lớn tiếng như vậy? Em mệt nên em chỉ muốn ngủ thôi. Vậy thì cô coi lại đi. Cô coi cái bổn phận làm vợ của cô đã tròn chưa? Từ lúc ở dưới quê lên tới giờ, cô lúc nào cũng giống như người mất hết hồn vía. Mọi chuyện cô đều giao phó cho con Mận với con Mùi. Đến chuyện vợ chồng cũng kiếm cớ thoái thác là sao? Mình à, em xin mình. Chuyện này mình nói nhỏ nhỏ thôi, rủi trong nhà nghe đặng rồi cười chê vợ chồng mình đã. Bực bội trong lòng không nói sao đặng. Mình à, bệnh tình của em trai em đã làm em não nề tâm trí, teo ruột héo gan như vậy nên em mới nghịch ý không dưng theo lời mình được. Mình thông cảm cho em và đừng có chấp nhất nghe mình. Mình biết đó, cha má qua đời sớm, gia đình em chỉ còn hai chị em đùm bọc nhau mà sống. Từ ngày em lấy chồng, ở nhà có mỗi một mình Út lủi thủi ra vô à. Giờ nó đổ bệnh nằm bệnh viện thì ngoài em ra đâu còn ai lo cho nó. Em muốn vào bệnh viện luôn để chăm lo cho nó, vì em sợ em không còn được gần gũi chăm sóc thêm cho nó. Cô vào nuôi bệnh hay vào đó để có cơ hội gặp gỡ nhân tình? Mình nói gì kỳ khôi quá. Sao tự dưng mình lại nói với em những lời như vậy? Cô tưởng tôi không biết thằng đó là nhân tình cũ của cô sao? Ai mà biết chuyện cô về quê và đứng đá ở dưới là vì bệnh tình của em trai cô, hay vì muốn qua lại với thằng đó chứ? Mình à, em không. Cô không trả lời được đúng không?
có chứng cứ rành rành ra đó thì cô chối cãi sao đặng? Nếu cô đã biết tội thì khai rõ chuyện xấu của mình ra đi. Hởm rài, hai người hẹn hò vụng trộm với nhau rồi chứ chi. Tình cũ không rủ cũng đến mà. Mình à, mình đừng có gieo tiếng xấu cho em. Hồi nào giờ em chỉ biết chung thủy với mình. Còn với anh Phước, chuyện đã qua lâu rồi. Giờ tụi em chỉ nhìn nhau như bạn lối xóm. Anh là người tốt thiệt đó mình. Anh đã giúp đỡ cho em trai em rất nhiều khi em lấy chồng xa xứ đó đa. Tụi em, tụi em nghe ngọt ngào tình cảm quá đa. Mình nói chi kỳ quá. Em với ảnh chưa bao giờ làm chuyện chi bậy bạ, vượt qua khỏi luân thường đạo lý đâu mình. Em trước sau vẫn giữ đạo vợ hiền. Mình nói vậy rủi ai nghe được thì còn gì danh tiếng của em. Nếu cô sợ người khác biết thì đừng có làm chuyện mờ ám. Em xin mình, mình bình tâm suy nghĩ lại đi. Oan ức cho em lắm mình ơi. Tôi nói dứt khoát là không thích cô qua lại với thằng Tá Điền đó nữa. Còn chuyện em cô bệnh, tôi nghĩ chẳng qua chỉ là cái cớ để nhen nhóm lại tình cảm giữa hai người mà thôi. Trời ơi, sao mình có thể nói ác như vậy chứ. Mặt mũi nào mà em lợi dụng bệnh tình của em trai em để làm điều đó chứ. Tôi không biết cô đang tính toán chuyện gì, nhưng dứt khoát tôi không thích cô nói tới chuyện thăm nuôi thằng Út nữa. Kể từ bây giờ tôi cấm không cho cô đến bệnh viện, cô nghe không? Dạ, bà kiếm con có việc chi? Tao có chuyện cậy mày đây. Mời mày đi ra ngoài tiệm thuốc bắc, nói với ông thầy bốc cho tao một thang thuốc bắc đau bụng tiêu chảy. Ý, bà bị đau bụng đó. Bà mới đau hay lâu rồi? Vậy để con chạy ra mua về cho bà uống, đặng cầm lại. Chứ bệnh này ngó vậy mà hại người lắm đa. Mày thiệt là cái đồ hống ha hống hớt. Tao đã nói hết đâu mà mày chặn hỏng. Ý tao nói là mày ra đó mua cho tao một thang thuốc sổ. Thuốc sổ, mày nghe không? Làm sao mà uống vào là đau bụng, đi tháo chạy một hơi là mấy ngày liền, đến tay chân rụng rời, nằm chèm bẹp luôn. Ý, bà tính mua về cho ai uống? Mày nói nhỏ nhỏ thôi. Kỳ này con đó định cùng với ông đi Đà Lạt vui vẻ cả tuần. Cha chả tha hồ mà ăn diễn sắm sửa chứ. Tức thiệt. Để rồi xem nó có lê cái chân nổi ra khỏi nhà được không. Thiệt, kế sách của bà quả là cao minh, còn nể bà quá đa. Nè, làm sao cho gọn gàng thì làm. Nhớ, ngó trước ngó sau, đừng để cho ai phát giác nghe chưa. Mày mà có chuyện chi là tao cứu không có nổi đâu nghe chưa. Dạ, con xin vâng lời bà. Mà bà lo làm chi, đây đâu phải là lần đầu bà sai con làm mấy chuyện này. Bớt thài lai đi, cầm bạc rồi đi lo công chuyện cho tao nghe không. Đưa thêm cho mày mấy cắc,
rồi sắm sanh chi đó thì sắm. Dạ, con cảm ơn bà. Dạ thưa bà, cháo thịt bằm á con nấu với tiêu hành, thơm lắm. Bà ăn đi kẻo nguội. Ủa, mà ông đâu mà bà ở trong phòng có mình ơn vậy? À, Mận cứ để đó cho tôi. Chắc ông đang đọc sách ở phòng bên á. À, Mận ở lại nói chuyện với tôi một lát cho vui. Dạ, bà đang chuẩn bị xếp đồ vào vali hả? Thôi, bà để đó con làm cho. Chàng ơi, kỳ này á bà đi Đà Lạt chơi cả tuần, thích thiệt đa. Nói nào cũng ngay, con chưa bao giờ được đi Đà Lạt. Nhưng mà con nghe nói trên đó mát mẻ lắm. Với lại cảnh vật cũng khác hẳn xứ mình. Bà đi lên đó chắc là ưng lắm. Nghĩ đến chuyện ngồi trên xe chạy đường dài như vậy, tôi cũng thấy mệt. Nhưng lên đó được thay đổi không khí cũng tốt cho sức khỏe. Dạ, thà rằng bà đi chơi xa mà đỡ phải cực lòng rối trí, chứ ở đây nóng nực đã đành mà còn dướng vô ba cái chuyện thị phi. Mà bà được ông đưa đi chơi là sướng nhất rồi. Chứ con người muốn đi lắm mà đâu có được ông cho phép. Thôi Mận, em đừng có nói lung tung. Tại vách mạch rừng,
Chuyện ông cho phép ai đi cùng là do ông quyết định. Mình đừng có can thiệp vào, mang quả đó ra. Dạ, vậy chứ cũng có kẻ so đo tính toán rồi đó chứ. Thôi, con không nói nữa. Thôi, mời bà ăn cháo đi cho nóng. Đặng con còn xuống bếp làm công chuyện. Được rồi. Cai quản công việc, tôi đi bàn công chuyện cho một tuần tôi về. Dạ, ông đi cẩn thận. Em nè, lên đó thấy cái gì đẹp đẹp á, mua về cho chị với chị cả nghe không? Dạ. Thôi đừng nói nhiều nữa, đưa rồi, mình đi. Dạ, đưa hai chị em đi. Đi mệt thêm chứ có vui vẻ gì. Đà Lạt á, tôi đi mòn cái gót chân rồi, giờ nhắc tới ngán lên cổ. Mày còn ngoan ngoãn nói với tao, chính mắt mày nhìn thấy nó ăn tô cháo hả? Chà chà, nó mà ăn á, có nước nó nằm liệt một chỗ. Chứ mắt chi thần sắc nó tỉnh táo nói cười vui vẻ như vậy hả? Bạc tao đưa, mày làm gì hết hả? Bộ mày lấy đu trai rồi phải không? Hả? Dạ, bà tha cho con. Con thề, con không dám nói gạt bà nửa lời. Nhưng mà con biết tại sao chính tay con bỏ thuốc cho tô cháo đó mà. Với lại con cũng theo rình, giờ mấy con mận bưng vô phòng cho bà ba ăn. Bà ơi bà, con không dám làm phản bà đâu. Con xin bà xét lại giùm con. Uổng công tao nuôi mày, tao tin tưởng nơi mày. Nói cho mày hay, thà tao nuôi con chó, nó sủa tao nghe còn đỡ tức hơn. Chớ nhìn cái bản mặt mày á, tao muốn nổi điên rồi đó đa. Đi ra ngoài cho tao. Cậy có một chút việc mà làm không xong, rồi chết bầm, chết bầm, chết bầm. Nuôi ông tay áo nè, nuôi mày để tao nuôi con chó sướng hơn. Chết bầm, chết bầm. Ôi, tức ơi là tức. Làm cái gì vậy? Thì cái quân nào ăn ở thức nhân thức đức qua cái cây ra giữa đường, bộ muốn giết người hả? Thì tôi thấy cái cây, tôi kêu bà cho bà né. Ui tự da. Nhiên bà bước lên cái cây trồng uống sao vậy? Ui da, chết tôi rồi. Thầy ơi, ông lẽ gì mà đau dữ vậy? Bộ tính giết tôi hả? Qua phải lựa thế coi cái chân phương sao. Đằng qua kéo ra, nó bầm rồi nè, nó bầm xanh luôn nè Phương ơi, nó bầm xanh nè. Tôi bà bóp cho Phương. Phương thấy làm sao? Trời ơi, bằng chân ta gì nữa bầm hết trơn rồi. Tối nay Phương ngủ rất nhức lắm. Tội nghiệp Phương quá à. Xê ra, ông xảo quá đi. Trời ơi, bộ muốn giết người hả? Tôi nói với ông biết bao nhiêu lần rồi, không được gọi tên tạo của tôi. Phương này, Phương nọ, ông có biết tôn ti trật tự trên dưới không?
Đỡ lên coi. Dạ dạ dạ. Cẩn thận đó Phương. À. Đừng thất chí. Bước đầu có thể bà chưa cảm động trước chân tình của chú, nhưng qua bước thứ hai, chú sẽ đủ sức nhen nhóm nửa tình trong con người của bà. Chú Tâm, chú phải cho người đàn bà này thấy được sức mạnh đàn ông của chú chứ. Chạy ra, chạy ra, chạy ra đi. Chạy ra, chạy ra. Trời ơi. Cô sao không cô? Chết cái chân của tôi rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. Con xin lỗi cô. Trời ơi, bộ mày nuôi hả mày không thấy được? Dạ, con xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Trời, còn ông nữa. Mới thấy tôi lần đầu sao giờ tôi dữ vậy? Tôi cấm ông giờ tôi kiểu đó đó. Có chừng á, hai con mắt của ông á, tôi móc ra đó. Hôm nay xui quá. Thôi, không đi vô chợ nữa. À, ây da. Ây da. Ây da. Ui, cái chân đang đau vậy đi sao nổi chứ? Phương nhắm đi, nổi vậy tới nhà không? Không được thì sao? Cũng phải ráng lết chứ. Không lẽ cái ông cổng tôi hả? Nè, đừng có lợi dụng lúc tôi gặp nạn á, rồi dở cái trò trêu ghẹo tôi nghe chưa? Tôi không có tha cho ông đâu đó. Sao rồi chú? Chú vì bà hy sinh thân mình làm bao nhiêu chuyện tốt như vậy, liệu bà có cảm động trước tấm chân tình của chú không? Chàng ơi, lúc bà ngồi trên xe, dọn cặp mắt bà nhìn chú, biết ngay là bà có tình ý với chú rồi đó Đa. Tôi cũng không ngờ lão Tam lại có tài mê hoặc đàn bà như vậy. Úi, làm một người đàn bà khắt khe cứng rắn bao nhiêu năm nay phải mềm lòng như bún đâu phải chuyện dễ chứ. Ừ? Lão Tam, anh em tôi phải nói là rất nể lão đó Đa. Thôi mày ơi, mới có chút xíu rồi mà hay chi. Tại lâu nay Hoạch chưa muốn ra tay thôi, chớ qua mà cố ý rồi thì đàn bà nào thoát khỏi tay qua. Ông đừng có đắc chí quá Đa. Nếu như mà không có kế sách của em Mận thì đố ông mà làm nên chuyện à. Nhưng mày cũng thấy chứ không ha, nếu qua không đủ bản lĩnh thì kế hay cách mấy cũng chẳng oan thua chi. Được được. Từ rày tụi mình đã có quý nhân cứu giúp rồi, cứ đường hoàng mà mừng ăn, không cần phải sợ sệt lo lắng chi nữa. Ai có công chuyện gì chưa ưng á thì cứ việc nói với lão Tam nè. Còn nếu như muốn thêm tiền công á thì mình phải cậy nhờ lão Tam nói dùm vài tiếng. Thôi, mày đừng nói ngạo tao nghe mày. Lão Tam,
ông được bà Phương chiếu cố thì sướng với tấm thân, thì cũng phải dị tình chứ, mà cho tụi tôi hưởng chút đỉnh nghe. Ê, ê bà xuống kìa, chắc xuống tìm lão Tam để đền ơn đó đã. Chà, sắp có chuyện hay xem rồi đó đa. Lão Tam, đừng có xúc động mà rơi lụy đó nghe. Tụi bay bá láp bá xàm quá. Phương tìm qua hả? Có chuyện chi không? Chân của Phương bớt đau chưa? Hãy để qua lấy chén cho Phương ngồi xuống đây ăn cơm nha. Khỏi, ông mất trí rồi đã. Nào giờ tôi có thèm ăn cơm chung với mấy người đâu mà mời. Hôm nay thần trí của ông bị sao vậy chứ? Mà nè, ông đừng có sức sượt ngang. Tôi đã cấm ông không được gọi tên cúng cơm của tôi rồi mà. Mà tại sao cứ Phương Phương hoài vậy? Tôi mà còn nghe một lần nữa là tôi trừ tiền công của ông đó nghe. Cười cái gì? Dạ chào cô. Anh tìm ai vậy? Dạ cô, xin hỏi có phải cậu Hai Thiên Tân là con trai của ông Hội Đồng không? Ừ, đúng rồi. Nhưng ý tôi muốn hỏi là anh tìm ai? Ông Hội Đồng hay là cậu Hai? Ừ, dạ, dạ không. Tôi tìm cô Lụa. Lụa? Dạ. Anh muốn tìm Mợ Hai. Anh là ai? Tìm Mợ Hai để làm gì? Dạ thưa cô, tôi ở dưới Cà Mau, hàng xóm của cô Lụa. Vậy anh tên gì? Để tôi vô tôi báo tin cho Mợ Hai biết. Dạ, cô cứ nói tôi tên là Phước, ở cái cùng lên tìm cổ. Chờ anh chút. Ờ mà nè. Dạ. Anh lên đây á, anh phải kêu bằng Mợ Hai, đừng có gọi Lụa này Lụa nọ, e không tiện cho lắm đó đa. Dạ tôi cảm ơn cô. Tôi tên là Mùi. Dạ. Mà thấy trong lòng bất an nên lại chạy lên thăm thằng Út. Nhưng đến nơi người ta cũng không cho tôi gặp nó. Sao kỳ quá đó. Nói bệnh gì đến nỗi không cho người thân gặp mặt chứ.
Bệnh chi mà lũ lại giấu tôi, mà lại đuổi tôi về quê, nói để lụa lo cho nó. Nhưng rốt cuộc sao lại bỏ thằng nhỏ trong đó một mình ơn? Tội nó chứ. Nó tuổi thân, nó càng bệnh nặng thêm đa. Nếu như có khổ tâm gì đó thì lũ cứ nói. Anh Phước à, tôi biết anh có lòng nhân hậu, muốn giúp đỡ chị em tôi. Nhưng... Nhưng sao hở lụa? Chắc chắn là có gì khuất tất nên lụa mới che giấu tôi đúng không? Tôi về mà không có an tâm nên chạy ngược trở lên. Lụa nói tôi biết đi, bệnh tình của thằng Út có trầm trọng dữ không lụa? Nó đang bị bệnh chi mà tới giờ tôi cũng không được gặp nó chứ? Thằng Út nó bị bệnh lao anh Phước à. Bệnh đó là căn bệnh nan y nguy hiểm nhất, mà đến giờ bệnh viện cũng không có thuốc chữa. Nó tờ cấm, không cho ai đến thăm vì sợ bị lây nhiễm ra. Trời, sao tội nó quá vậy? Hèn gì nó ho không hết. Hồi hôm về tôi qua nhà tôi dọn dẹp, thấy phía sau có mấy miếng vải dính máu, tôi nghi là của thằng Út. Nó muốn giấu lụa giấu tôi đây mà. Bệnh thằng Út nặng lắm anh Phước ơi. Nhưng lây thì lây, bộ người thân không được phép gần gũi chăm sóc đa. Dạ được chứ. Được. Tại sao lũ không vào đó với nó? Không lẽ lũ cũng sợ bị lây sao? Anh đừng nói như vậy chứ. Thằng Út là em trai của tôi mà. Nó có bị như thế nào đi nữa tôi cũng không sợ đâu. Tại sao lũ lại bỏ nó trong đó một mình? Lũ đuổi tôi về, sợ tôi bị lây đúng không? Không có tôi, không có lụa, rồi nó rối trí, nó sợ hãi đủ thứ đó đa. Lụa à, mình không thể để nó một mình trong bệnh viện thêm một ngày nào nữa. Lụa phải nói với đốc tờ cho mình vô thăm chăm sóc cho nó nữa. Thôi, để tôi sắp xếp công việc nhà rồi vô với nó. Anh cứ yên tâm mà đi về đi. Tôi không về nếu chưa gặp được thằng Út. Thà là lụa cứ để nó ở dưới cho tôi chăm sóc cận kề, tự dưng đưa nó vô bệnh viện bằng chi rồi cách ly nó, coi có khác chi cầm tù thằng nhỏ đâu. Tôi dám chắc nó đang nhớ quê mình thắt ruột thắt gan. Hay mình vào đó xin đốc tờ đặng cho nó về nhà nha lụa. Không được đâu anh Phước à, thằng Út nó đang chữa bệnh mà. Đốc tờ họ không cho nó về đâu. Tâm nơm cũng không được, về nhà cũng chẳng xong. Thiệt tình, riết rồi nó không bệnh cũng thành bệnh đó đa. Thôi được rồi, anh đợi đây một chút, để tôi vô thư với má rồi sẽ cùng anh đi gặp đốc tờ. Thì ra nhân tình cũ của mợ hai là thằng cha này. Nhìn cũng được trai, nhưng chỉ tội cái cù lần, thiệt tình quá đâm ra bị ngu.
của sếp công chuyện như vậy, anh thấy yên tâm chưa? Nếu được vậy thì tốt quá chứ. Tôi xin lỗi vì hồi sáng nó nặng lời với Lụa. Không có chi đâu anh. Đúng ra tôi phải xin lỗi anh mới phải. Chuyện này lẽ ra tôi phải làm từ trước, chứ không phải đợi tới bây giờ. Nhờ có anh phân tách phải quấy nên tôi mới thấy là mình không có đúng. Mai á là còn có cách để sửa chữa lỗi lầm này. Nghĩ đến cảnh thằng Út bị đưa vào bệnh viện rồi tự dưng bị cách ly với người thân, tôi còn thấy hãi hùng. Tội nghiệp thằng nhỏ hết sức, thì chẳng khác chi nằm mơ thấy ác mộng. Bây giờ á, đốc tờ đã đồng ý cấp giấy cho Lụa vào đó ở với Út rồi, chắc nó sẽ không còn sợ cô đơn quạnh quẽ nữa đâu. Thôi Lụa ở lại, tôi đi về quê. Lâu lâu rảnh á, tôi lên thăm thằng Út. Dạ, anh đừng có lo, đã có tôi rồi. Anh lên xuống như vậy, vừa tốn tiền, vừa bỏ bê công việc đồng án, thì lấy chi mà sống chứ? Không sao đâu, tôi biết thu xếp mà. Tuần sau tôi sẽ lên thăm. Thôi bây giờ cũng trễ rồi, chào cô, tôi lên xe về nhé. Chuyện lớn rồi mợ ơi. Có chuyện gì vậy mợ? Mọi người đang chờ mợ ở trong nhà đó. Cô đi đâu giờ này mới về? Dạ, em đi vô bệnh viện thăm thằng Út. Em có xin phép má rồi mới đi đó Đa. Nhưng cô đi với ai? Tân, con không được nóng tánh. Con Lụa đó, nó có xin phép má vào bệnh viện thăm nom em nó. Với má cũng bằng lòng cho nó đi, chứ nó không có tự ý tự tiện đi đâu. Vậy cô nói thử coi, bệnh tình của thằng Út sao rồi? Dạ, hôm nay em vào đó gặp đốc tờ, họ đang theo dõi và sẽ sớm trả lời với thân nhân thưa má. Sẵn đây con cũng xin phép má và chồng con, kể từ mai cho con xin phép được vào bệnh viện để chăm sóc em con. Cô vào đó là ở trong đó luôn đi nghe chưa, đừng có bước về cái nhà này. Sao mình nói chi kỳ khôi quá đa. Chứ bộ cô tính về đây để lây bệnh cho cả nhà sao? Mình... Cô nghe cho rõ đây, có phải em của cô mắc bệnh lao không? Biết căn bệnh đó đã làm chết bao nhiêu người rồi không? Cô còn tính giấu chuyện này tới chừng nào nữa chứ? Cô muốn giết hết cả nhà này hay sao? Hả? Hay là cô muốn mọi người chết chung với căn bệnh của em cô thì cô mới vừa lòng hay sao? Khoan đã Tân, cũng thẳng á, để má hỏi con Lụa. Lụa à, sự thật á thì bệnh tình của em con như thế nào vậy? Sao con lại giấu chồng con và giấu gia đình chồng tới nông nỗi này chứ? Dạ, thiệt tình là con muốn vào gặp đốc tờ, hỏi chuyện cho tường tận rồi mới về thư với má và gia đình, chứ con không hề có ý che giấu. Đốc tờ nói em con nó bị bệnh lao. Trời ơi, Lụa ơi là Lụa, vì không ngờ bụng dạ con hiểm độc quá đa. Chuyện này đâu phải là chuyện thường tình. Con có biết con làm vậy là hại mọi người không? Thôi chết rồi, không chừng mày mang luôn cái bệnh lao từ bệnh viện về rồi đa. Nếu em sợ thì em vô phòng nghỉ đi, đừng có làm rần rần ở đây như vậy. Nhưng con vừa nói chuyện với đốc tờ, họ nói bệnh này tuy rất dễ lây nhiễm
nhưng mình cũng có cách đề phòng khi vào thăm hay chăm sóc bệnh nhân. Vậy nên con mới nói với họ, kể từ mai con sẽ vào chăm sóc em con. Con hỏi ý tôi chưa? Mà tính làm gì vậy? Cô có nghĩ đến tôi và những người trong gia đình này không? Nếu cô muốn hại bản thân mình á, thì cứ tự đi một mình, đừng có hại tới người khác. Nhưng thằng Út nó ở trong đó một mình, cô đơn bệnh tật, tội nghiệp lắm mình à. Nếu em mà không vô đó thăm nom chăm sóc, chắc nó sẽ chết mất. Tôi không cần biết. Tôi cấm cô. Cô đừng bao giờ nghĩ tới chuyện trở vô bệnh viện nghe chưa? Chuyện gì chứ cái chuyện này, dì không có bệnh được con rồi. Biết là chị em ruột thịt, con không nỡ dứt lòng bỏ nó một mình. Nhưng con vào đó thì việc lây bệnh là không tránh khỏi đa. Với lại bệnh này khó chữa lắm, ai nghe thấy cũng sợ, thất kinh hồn vía. Con nhất định không được tới lui bệnh viện nghe không? Mà cô là vợ tôi, tôi có quyền quyết định chuyện này. Kể từ hôm nay, tôi cấm cô không được bước ra khỏi nhà. Nếu cô không nghe lời tôi thì đừng trách sao tôi tuyệt tình. Con xin phép má, xin phép má hai. Cũng may là ba con không có ở nhà, nếu không á thì con sẽ không yên khi giấu ổng chuyện động trời này. Chèm ơi, cái bệnh này nó lây lắm. Coi vô tắm rửa đi. Nè, nhớ cởi bộ đồ đó ra trụng nước sôi luôn nghe. Thiệt tình, kiểu này sao dám ngồi ăn cơm chung đây. Má là người thông cảm cho con nhất mà. Con cúi xin má hiểu cho con. Em con nó bị người ta cách ly, không cho gặp ai hết. Rồi đây nó sẽ sống quãng đời còn lại ra sao hả má? Con biết nó sẽ trong từng ngày từng khắc, vì nó biết người chị duy nhất còn lại trên đời này sẽ không bao giờ bỏ nó trong lúc ốm đau bệnh tật. Má ơi, má dạy con phải làm gì bây giờ hả má? Con phải làm sao để trọn vẹn chữ hiếu chữ tình? Trước khi chết, ba má con đã gửi gắm thằng Út cho con, dặn con không được để nó bơ vơ mồ côi mồ cút. Nhưng từ lúc xuất giá đến nay, con chưa làm theo đúng ý nguyện của ba má con. Bây giờ nó bệnh thập tử nhất sinh như vậy, con đành lòng bỏ rơi nó sao hả má? Má biết chuyện này làm con rất khó xử, nhưng con cũng biết đó, em trai con mắc một căn bệnh quái ác mà ai nghe qua cũng phải kinh sợ. Chồng con tuy nó ăn nói khó nghe như vậy, nhưng lời nói của nó phân tách ra cũng có phần đúng. Con cũng biết đó, bệnh này là lây nhiễm, không tha cho bất cứ người nào. Ba con đi công chuyện thì ở nhà má là người phải phán quyết mọi chuyện. Thử đứng ở vị trí của má lúc này, con cũng thấy không dễ dàng chút nào. Thôi, má tính như vậy. Con thương em con ra sao thì em nó cũng biết. Má nghĩ nó cũng không muốn lây bệnh đó qua cho con đâu. Vậy má sẽ cho tiền để con thuê người chăm sóc cho nó. Như vậy thì cũng vẹn tình. Mình à, em biết mình không muốn nghe em nói,
Nhưng mà chuyện này, em xin mình hãy bình tâm thấu hiểu cho em. Từ sớm đến tối cứ nghĩ đến cảnh thằng Út đang chịu đau đớn trong bệnh viện, em lại thắt ruột thắt gan không chịu nổi. Mình à, em xin mình hãy nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng mà giúp em trong lúc này nghe mình. Đốc tờ đã chỉ cách cho em để phòng ngừa, để khỏi bị lây bệnh rồi mà. Không được, ai dám chắc điều đó là đúng chứ? Nếu tôi cho phép cô, chẳng phải tôi đã có lỗi với bản thân và mọi người trong gia đình hay sao? Lỡ xui rủi có ai đó trong gia đình này bị lây bệnh của em cô, thì tôi làm sao gánh vác hết trách nhiệm lớn lao này? Nếu mình đã nói như vậy thì em xin mình cho em tạm thời được sống riêng. Em không muốn có tội với mình và mọi người trong gia đình này. Cô đòi sống riêng hay sao? Dạ. Em sẽ thuê nhà gần bệnh viện, rồi ở đó suốt thời gian trị bệnh cho thằng Út. Thì ra cô cũng thủ đoạn quá. Cô đã tính toán và sắp đặt hết mọi chuyện ở trong đầu. Sống riêng để cô và thằng đó dễ qua lại lui tới với nhau. Đến giờ phút này mà mình còn thốt ra những lời như vậy sao? Em còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện trai gái bướm ông. Em của em, nó đang mắc bệnh hiểm nghèo và đang chờ chết từng ngày. Em xin thề không làm chi có lỗi với mình hết. Hãy cho em được chăm sóc thằng Út trong những ngày cuối đời nghe mình. Nếu không, trong lòng em sẽ dai dứt và ân hận đến suốt đời. Mình à, không thể nói dứt là dứt được. Sống cũng phải có trước có sau, chứ tuyệt tình quá sao đặng hả mình? Dù có bị lây bệnh hay cùng chết với em trai, em cũng chấp nhận. Chứ không thể để nó sống đau đớn vì bệnh tật trội trội như vậy được. Cô nói vậy chẳng khác nào cô rủa tôi với gia đình này không biết nhân nghĩa hay sao? Cô chỉ biết đến chị em cô mà không nghĩ đến an nguy cho cả gia đình này. Hàng chục người vì cô mà tai họa không biết lúc nào ập xuống nữa. Cô có thấy cô thật ích kỷ độc ác không? Nếu em sợ bị lây mà bỏ mặc em mình thì mới mang tội độc ác chứ. Làm vậy sau này làm sao em có thể nhìn mặt ba má em với củ tiền? Mặt xác cô, mặt xác em cô. Tôi không cần biết lời hứa gì đó với ba má của cô. Cô là vợ tôi, bây giờ cô chỉ biết tôi và nghe lời tôi thôi, hiểu chưa? Mình cố tình không hiểu lý lẽ thiệt hả? Sao mình không thông cảm cho em hả mình? Sao? Cô nói tôi không biết lý lẽ chứ gì? Được, từ nay tôi cấm không cho cô bước chân ra khỏi cái phòng này. Cô mà cãi tôi á thì cô phải gánh chịu hậu quả. Nhớ rõ đó. Chị phải làm sao bây giờ hả Út? Út!
Cậu hai, con Mùi à, tắm khuya dữ không? Dạ, con mới làm xong công chuyện nên tắm cho mát mẻ dễ ngủ. Lâu ngày mới cận mặt ha. Giờ kỳ thấy mặt mũi cũng xinh tốt đó chứ. Chỉ tại làm phận tôi tớ quần bô áo dài nên người ta không thấy nét đẹp của mày. Dạ, cậu hai nói như vậy làm con hổ thẹn lắm. Con mà đẹp chi hả cậu? Cả ngày á lủi củi dưới bếp làm công chuyện, có rảnh tay đâu mà chải chuốt. Biết mà cậu thấy con đẹp thiệt không cậu? Tuy mày không lịch sự đẹp đẽ bằng người ta, nhưng mà mày có duyên. Mà nói nào nghe, chỉ có cậu hai mới thấy hết cái dung nhan đẹp đẽ của mày. Mùi, nghe cậu nói nè, nếu mày chịu nghe lời cậu, cậu sẽ làm cho mày đẹp hơn. Cậu sẽ cho mày nhiều tiền để mua sắm quần áo và xây xài với thiên hạ. Dạ, cậu không biết chứ, đã là tôi tớ thì có quần áo đẹp cũng đâu có dám mặc. Chân diện vô mắc công người ta nói ngạo bán mình, thêm tuổi hổ lắm cậu ơi. Con này dữ đa. Được rồi, nếu như vậy thì cậu sẽ cho mày làm mợ trong cái nhà này, để tha hồ ăn ngon mặc đẹp mà lại được người khác nể trọng nữa. Mày chịu không? Cậu ghẹo con làm chi? Cậu đã có mợ hai, vừa đẹp người đẹp nết, lại xuất thân con nhà nho giáo, vậy mới xứng với cậu chứ. Kẻ bần hàn nghèo khó như con làm chi có số được làm phu nhân hả cậu? Ôi, làm tôi tớ hay là phu nhân là do cậu chọn chứ số má gì ở đây. Nè, nghe lời cậu thì cậu sẽ cho mày hưởng phước. Muốn làm mợ nhỏ hay mợ lớn gì cũng được.
Ủa, con Mùi, mày tắm hả? Ngó bộ con này không biết lạnh hay sao á, mà khuya lắc khuya lơ rồi, ra số nước ào ào. Xong chưa? Xong á thì đi vô đi. Hay mày tính đứng luôn ở đây để ngắm trăng cho đến sớm mơi? Nực quá, đi tắm có hại chi đâu nè. Giờ xong rồi, tôi đi vô nè. Nè, làm cái gì á cũng phải để ý đến thân phận của mình nghe không? Mày đừng có thừa nước đục thả câu mà sanh sự. Đừng có thấy cậu mợ hai á đang có chuyện hụt hặc mà suy tính nọ kia. Làm thân tôi tớ phải biết an phận thủ thường. Có ngày bụng mang dạ chữa, đẻ con ra không ai nhìn nhận, rồi còn bị xua đuổi rẻ rúm nữa đó đà. Bà nói cái giống gì á, tôi không có hiểu. Thì tao thấy chuyện thiên hạ nên nói bông lông vậy đó đa. Chuyện ai làm á thì người đó biết. Bộ mày tưởng là tao không biết mà làm cái sách gì đó đa. Nè, ai cũng muốn giàu sang phú quý, ai với lại không muốn được làm ông này bà nọ kia. Nhưng mà trời xanh á, trời định, không phải á cứ muốn á là được đâu nghe. Coi chừng á hại thân rồi còn mang nhục nữa đa. Bà muốn nói chi á thì bà nói, can dự chi đến tôi đâu nè. Mà nè, tôi đâu phải con gái của bà đâu mà bà bài biểu chứ. Nếu bà muốn á thì cứ đẻ con ra rồi tha hồ mà dạy nghe. Mày tưởng là tao không muốn có con sao? Nếu con của tao được ra đời thì giờ này nó cũng lớn bằng giường này rồi. Nghiệt ngã là người ta không muốn cho nó xuất hiện trên cõi đời này đó chứ. Hôm trước á, tao thấy cậu hai nhét vào tay mày cái vật chi đó hử? Mày mau đưa ra cho tao coi. Chị nói giỡn kỳ khôi quá à.
Vật chi mà cậu hai đưa cho tôi chứ? Cha chả, mày còn làm bộ làm tịch mừng chi? Chuyện của mày với cậu hai á, tao đã tỏ hết rồi đó Đa. Có phải mày qua lại với cậu nên cậu mới cho mày tiền bạc hay nữ trang gì đó, đúng không? Nè chị Mùi, lời nhơ nhút như vậy mà chị cũng dám nói sao? Tao nói phải chứ có đổ giấy cho ai đâu nè. Mày đừng tưởng một bước mà lên làm phu nhân nha. Coi chừng có ngày ôm một bụng chữa rồi bị đuổi ra khỏi nhà mang nhục đó Đa. Chị càng nói lại càng hồ đồ. Tôi không thèm nói chuyện với chị nữa. Ê, đưa đây. Chị buông tôi trả lời với tao hả? Chị buông ra. Mày tính giả lờ hả? Chị tránh ra. Tao hỏi mày, sao mày không trả lời? Cậu hai cho mày cái vật chi? Đưa cho tao. Nói. Buông tôi ra. Nói mau. Nói không? Coi kìa, làm cái giống gì mà lôi kéo nhau dữ vậy? Có chuyện gì vậy Mùi? Anh Đực, anh có mắt mà như mù, anh đừng có dại quá. Con nhỏ này nó đang muốn làm mợ hai lung lắm rồi, nó cần chi tới chơn tình của anh đâu mà anh chờ với đợi chứ. Mẫn, Mùi nói cái chi mà kỳ cục vậy? Bộ cậu hai có cho em vật chi thiệt hả? Hay là tự dưng Mùi lại kiếm chuyện gây sự với em? Có gì em cứ nói, qua sẽ học lại với bà cả, để bà phân xử phải quấy. Mà Mận nè, mười mốt em cũng phải nên tránh xa cậu hai ra, để người đời khỏi phải dị nghị, nghe chưa? Tôi đã nói là không có gì rồi mà, anh đừng có lo quýnh lên như vậy. Thiệt tình, bữa hôm qua có thấy em đeo thử một cặp bông tai mới. Có phải thứ đó là của cậu hai cho em không? Mà sao em nhận chi mấy thứ đồ sang trọng đó chứ? Em đưa đây cho qua, qua trình cho bà cả, rồi học lại với bà chuyện này, đặng bà kêu cậu hai đừng có gặp em nữa. Chàng ơi, anh đừng có làm chuyện hồ đồ. Chuyện của tôi tự biết lo liệu. Anh ra mặt như vậy á, coi chừng gây thêm chuyện thị phi à. Mà nè, anh đừng có rình mò theo dõi sau lưng tôi nữa nghe không? Tôi mà thấy một lần nữa, tôi giận anh đó ra. Đưa đây. Mùi. Dạ. Từ cái bữa con Mận bị mày tát tới giờ á, nó còn dám ho he gì không? Dạ, từ cái bữa con dâng lệnh bà tát cho nó chừa cái tính hỗn ẩu, hễ nó thấy con là nó giả lơ đi chỗ khác liền. Nó sợ con rồi bà ơi. Thiệt, nhờ có bà mà con mới được ra tay sướng như vậy đó Đa. Mày nói sao chứ? Tao thấy con nhỏ đó chiêm nghiệm vậy chứ, gan to lắm mà nghe. Nhiều lúc nó thấy chủ của nó bị hà hiếp, nó còn lên tiếng binh vực nữa chứ. Cái quân lì lợm, ương bướng. Thiệt, sao mà tao ghét cái mặt nó ghê. Bà nói thiệt hay đó Đa, con cũng ghét nó thiệt hết sức luôn vậy á. Cái quân tiểu nhân đó không để yên đâu. Tao chỉ sợ nó dựa thế rồi cái dụng kế trả thù. Ý bà sợ nó ỷ thế cậu hai phải không? Ừ. Coi mồi thằng nọ sai đắm con Mận lung lắm rồi. Thấy nó dòm con Mận mà tao nổi cả gai ốc. Bộ nó tính ăn tươi nuốt sống con nhỏ hay sao chứ? Ừ, cậu hai á, binh vực cho nó ra mặt luôn đó bà. Bữa hổm á, cậu mà không lên tiếng á, là nó chết với con rồi đó Đa. Con nhìn thấy á, cậu
cậu tò về bên nó hoài à. À đúng rồi bà, mới đây con thấy cậu hai nhét vật chi vô tay nó đó bà. Vật chi? Mà mày có giật kỹ không? Dạ con đứng từ xa nên không thấy rõ, nhưng con chắc chắn là nữ trang vàng dòng chi đó. Con chặn họng nó hỏi mà nó không chịu nhận, tức thiệt ra. Rõ ràng hai con mắt con dòm thấy cậu hai dúi vô tay nó mà. Chà chả, cái con này ghê gớm quá đà. Nó canh lúc vợ chồng người ta hụt hặc, nó tính dở trò lả lơi, đang làm chuyện bất chính chứ gì. Coi bộ là nó muốn làm mợ hai đây mà. Muốn biết thằng Tân cho nó giật chi thì mày cứ theo cái kế của tao mà làm. Sẵn tiện tao cho hai má con thằng nọ xấu hổ luôn. Mùi à, dạ. Dạ. Bà ơi, xảy ra chuyện lớn rồi, chết rồi bà ơi. Chuyện gì mà mày la bài hải lên vậy hả? Chuyện gì mà chết? Con này, vô phép vô tắc à. Mày ăn nói chi mà không đầu không đuôi vậy Mùi? Dạ, tại con quýnh quá nên con ăn nói lộng cộng, bà tha tội cho con. Số là sáng nay, con dâng lệnh bà mang hộp nữ trang ra lau chùi phơi nắng. Trong lúc đang phơi thì con sơ sởn chút xíu à, thì con dòm lại mất tiêu đôi bông tai của bà rồi. Hả? Mày nói cái gì? Tao biểu mày phơi thì mày phải canh chừng chứ, chớ chi mà để cái quân trộm cướp nó lấy mất cặp bông tai của tao là sao hả? Mày có biết cặp bông tai đó có giá trị chừng nào không? Mày có bán thân cũng không đền được cho tao đâu. Mày nè. Bà. Thôi bà em, chuyện chi á thì cũng từ từ mà phân xử đi. Trong nhà mà xảy ra cái chuyện mất của như vậy đó là chuyện lớn đó đa. Sao con Mùi, mày từ từ đó, mày kể lại cho bà nghe rõ đầu đuôi sự việc ra làm sao đi. Dạ thưa bà, chuyện là như vậy nè. Phép tắc, gia pháp trong nhà này tôi chắc mọi người đã biết rõ rồi chứ gì. Chuyện thị phi á còn thương lượng được, chớ trộm cắp khó mà dung. Đồ nữ trang của bà hai trong nhà bị mất thì chỉ có thể là người trong nhà lấy. Vậy ai vì túng ngặt mà lỡ phạm tội thì mau trả lại. Còn nếu không, tôi tra xét ra sự việc thì đừng có than vãn nghe không. Ôi, chị nhân hậu với tụi nó làm chi, cho chị hao hơi tổn sức nè. Đòi bồng đó tính ra bằng 5 năm tiền công của tụi bay đó đa. Thấy giá trị nó như vậy, quân nào mà không tham chứ. Giờ tao không phí sức mà tra tụi bay nữa. Tao đếm đến ba, đứa nào mà không bỏ ra thì tao đi cớ bót. Lúc đó liệu mà bị đòn roi tra khảo nghe không. Dạ thưa bà, thiệt tình là tụi con không biết chi hết. Cái người trong giữ đồ nữ trang cho bà là chị Mùi, chỉ là người dòm thấy đôi bông. Tụi con lo mần công chuyện, có đứa nào léo hánh tới hộp đồ đó đâu. Xin bà cứ tra nơi chỉ. Dạ đúng rồi bà. Dạ đúng rồi ạ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi bà. Dạ đúng rồi bà hai. Mận nói đúng đó bà. Dạ. Làm cái gì mà ó ré lên dữ vậy? Con Mận, mày dạy khôn tao hả? Tao sẽ tra xét từng đứa một, kể cả con Mùi, cho đến khi nào lấy được đôi bông tai mới thôi. Bà Phương. Dạ. Bà lấy hòm xiển đồ đạc của từng đứa ra đây cho tôi xét.
lấy đồ đi. Dạ. Dạ thưa bà, ở trong này có đôi bông tai. Chà chả, cái quân trộm cắp ác nhân dữ không? Vậy chứ đồ đạc này của ai hả? Dạ, y như là của con Mận. Con Mận đâu? Thì ra mày dám cả gan ăn cắp đôi bông của bà. Dạ bẩm bà, con xin thề á, con không có lấy chi của bà hết. Mày còn chối hả? Mày muốn tao dụng hình rồi mới nhận tội phải không? Ý mà ngộ ghê nghe. Đôi bông tai này hình như không phải của tôi đa. Kỳ khôi không? Đôi bông này là của con Lụa mà. Sao các cớ lại ở chỗ con Mận vậy? Ờ, chị còn hỏi nó làm chi? Xảy ra chuyện á rồi mới biết ai là người ngay kẻ gian. Té ra lâu nay nó gian trá quá mà mình không biết đó đà. Nè, đây là đôi bông của mợ hai, còn đôi bông của bà mày giấu ở đâu? Dạ con nói thiệt mà, con chưa bao giờ thấy đôi bông của bà. Con mà lấy là con chết không toàn thây. Con xin bà, con xin bà xét lại. Cái miệng mày cứ leo lẻo, nếu không có lấy vậy chứ đôi bông tai của mợ hai sao nằm trong giỏ đồ của mày? Mày rõ ràng là đứa gian trá tham lam mà. Đôi bông tai của bà chắc chắn cũng do mày lấy. Mày mau khai thiệt đi. Oan ức cho con quá bà cả ơi. Con không phải là hạng người gian tham, con thề là con không có ăn cắp. Mày tính kêu quan để phủi tội phải không? Cớ chi tan vật sờ sờ ra đó, mày còn chối hử con kia? Mày muốn đóng trăng đưa ra đường bêu rếu cho xấu mặt không? Kìa em, từ từ đã, để nó nói coi sao. Mận, nghe bà hỏi, sao con lại có đôi bông của mợ hai? Dạ đôi bông này. Mận, Mận kể ra hết cho bà nghe đi Mận. Thằng Đực trộn rộn chi đó? Con biểu con Mận khai cái giống gì hử? Dạ, vì bẩm bà, cái chuyện này bà phải kêu cậu hai vô thì sáng tỏ mọi việc. Chớ chi mà phải kêu cậu hai? Bộ cậu hai có can dự tới chuyện này hử? Dạ bẩm bà, đôi bông tai này là của cậu hai cho Mận, chứ Mận không hề trộm cắp chi hết đó. Hiểu rồi, không dưng thằng Tân nó cho con Mận đôi bông này, chắc là đôi bên có tình ý chi đây nè. Ôi, cái thứ đờn bà trắc nết, lợi dụng lúc vợ chồng người ta không thuận ý nên rù quến chồng, chắc cũng lén lút qua lại dăm ba lần nên cậu hai á mới cho mày đôi bông tai chứ chi. Cha chả, chuyện xảy ra như vậy thiệt là hổ thẹn quá đa. Bà kêu cậu hai ra đây giùm cho tôi. Dạ. Ờ, chị cứ kêu thằng Tân ra đây cho nó xác nhận phải quấy ra làm sao. Nếu cậu hai mà chịu tiếng quan á là tụi bay chết cả đám nghe không. Mà chị cả nè, chị có nghĩ là đôi bông này thằng Tân cho con Mận thiệt không? Không lẽ hai đứa nó có gian tình thiệt sao? Trời đất quỷ thần ơi, cái nhà
nhà này có còn giữ gia phong lễ giáo nữa không đây? Cậu ấm mà gian díu với con hầu thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Dạ, thưa má cho gọi con. Tân, con tỏ thiệt cho má biết, có phải đôi bông tai này là con đem cho con Mận phải không? Má khéo nói chơi quá đã. Đôi bông tai này là của vợ con mà, cớ chi nó lại ở đây chứ? Thằng Đực nó nói chính con đã cho con Mận, có đúng như vậy không? Chuyện này thiệt giả ra sao con mau khai rõ, đặng má con phân xử cho chánh đáng nghe không? Má con cũng không tin là tự dưng sao con lại đem cho con Mận đôi bông tai của vợ con. Chắc chắn là có ẩn tình gì trong đó chứ. Hay là con bị hai cái chữ ái tình nó làm con mê muội lú lẫn, nên con quên phức cái thân phận thấp hèn của con Mận mà ân ân ái ái với nó. Coi bộ con muốn lấy nó làm vợ lẽ hay sao nè. Nè, con nói đi chứ, lý do gì mà con cho con Mận đôi bông vậy Tân? Thưa má hai, con đã nói là con không biết. Con không biết cớ chi đôi bông tai của vợ con lại ở đây. Con không cho ai hết. Thằng Đực, mày dám bày chuyện ngược ngạo bêu xấu tao hử? Mày cũng gan dữ đa. Mày muốn tao xử mày tội chết phải không? Dạ, dạ bẩm cậu, con có ăn gan trời, con cũng không dám đổ oan cho cậu. Con thầy có trời đất làm chứng, Mận không phải là quân trộm cắp. Đôi bông tai này là của cậu cho, cho nên cậu mới dám nhận. Bây giờ cậu không nhận, có khác chi cậu dồn cổ vào con đường chết. Con xin cậu hãy thương xót cho cổ. Thôi, mọi chuyện phải quấy thì chị đã tỏ, tụi bay có chối cũng khó lòng mà gỡ tội. Chị cả à, chị biểu sắp nhỏ lên báo quan rồi giam hai đứa này lại, hỏng chừng thằng Đực nó a tòng với con Mận đó đa. Phải nhờ quan trên tra xét kỹ chuyện này mới được. Dạ, dạ con lại bà. Dạ con mới là kẻ có tội. Dạ chính con đã xúi dục Mận làm việc bất nghĩa này. Mận vì nghe theo lời con mà làm quấy, mà cứ bắt thì bắt một mình con. Con xin lãnh hết tội. Em hai, đừng có nóng nảy quá làm chi. Chuyện trong nhà chị biết phân xử sao á cho phải phép, cớ chi phải báo quan cho lớn chuyện rồi xảy ra tai tiếng, đặng làm trò cười cho thiên hạ đó đa. Ông đã giao quyền cai quản nhà này cho chị thì chị dạ làm sao em nghe vậy, nhưng chị cũng xử làm sao cho chánh đáng chứ, không thì mơi mốt á tụi nó được lừng, sanh chứng làm loạn thì phiền lắm đa. Với lại chị cũng phải học lại với ông chuyện này chứ không bỏ qua được đâu nghe. Em bận tâm làm gì, chị biết tính sao á cho phải mà, em lo chi chứ. Hai đứa mày còn chơi gì nữa, bắt nhốt hai đứa này vô nhà kho bỏ đói rồi tính sao? Đừng, bà cả thả tôi ra hả? Vậy còn Mận thì sao? Mày nên lo cái thân của mày trước đi. Bởi bà thả luôn Mận đi bà. Mày không mau đi nhanh, chắc muốn bị nhốt ở đây suốt đời đó đa. Đi.
đâu có phải là tôi hẹp bụng không nói trước đâu. Chớ chi tại mấy người muốn chết nên đâm đầu vào thôi. Mấy người có trách á, là trách cái bụng dạ tham lam với cái tính thích trèo cao, muốn một bước lên voi của mấy người đó đa. Lần này chết hụt, bộ còn chưa biết sợ hay sao hả? Dạ, thưa má gọi con. Con ngồi xuống đó cho má dạy việc. Bây giờ chỉ có hai má con mình ở đây. Vậy á, con nói rõ mọi việc đặng cho má tỏ tường. Tân, con đem cho con Mận đôi bông này của vợ con phải không? Con tưởng á là con có thể qua mắt được má hay sao? Chuyện sằng bậy như vậy đó mà con cũng dám làm. Con không sợ thiên hạ họ khinh nhờn sao con? Còn vợ con nữa chứ, nó mà hay á thì làm sao tránh được chuyện này cho khỏi phiền lòng. Rủi á, nó buồn bực, nó thất trí, nó làm quấy rồi sao? Con đó làm cho má đau lòng cực trí quá đa. Con xin má tha tội. Con đâu biết má hay lại làm sập mọi chuyện ra như vậy chứ. Con lớn rồi, làm việc gì cũng phải tính trước tính sau. Mai sau con sẽ thay thế cha con là trụ cột của gia đình này, cho nên con phải tập tánh chững chạc đàng hoàng nghe con. Dạ con biết. Nhưng đàn ông năm thê bảy thiếp thì có sao đâu má. Con muốn lấy vợ bé má cũng chịu, nhưng lấy ai á thì cũng phải cho xứng với gia đình mình chứ con. Con Mận á là kẻ ăn người ở ở trong nhà, thân phận nó thấp hèn như vậy sao má bằng lòng cho đặng? Má nói như vậy thì con phải biết cách ăn ở sao cho phải nghe không? Thôi con đi ra ngoài đi cho má nghỉ. Dạ. Dạ con xin phép má. Thưa bà, dạ bẩm bà, mà bị oan ức lắm. Con cầu xin bà đừng bắt tội cổ. Cậu đứng dậy đi. Tại sao con binh vực cho con Mận lung vậy? Coi bộ cậu thương con Mận thiệt rồi phải không? Thôi được, nếu mà cậu thương nó thì tôi sẽ gả nó cho cậu. Cậu bằng lòng chứ? Dạ. Bà nói thiệt hả bà? Bà gả Mận cho con sao bà? Ừ. Không chỉ gả nó cho cậu mà tôi sẽ còn cho cậu một ít bạc, rồi quỷ giấy bán thân để cậu dắt nó đi nơi khác làm ăn mà sanh sống. Việc này tôi không nói chơi đâu. Dạ con đội ơn bà. Con thề, con thề là sau này con nguyện làm thân trâu ngựa để trả hết công ơn của bà.
Con đội hơn bà. Thôi được rồi, cậu xuống báo tin cho con Mận nó hay đi, đặng có khi cần thu xếp thì làm. Đợi ít bữa bà ba về, tôi sẽ nói lại chuyện này, rồi định ngày luôn đó đa. Dạ, con sẽ nói liền. Con tạ ơn bà, con tạ ơn bà, con tạ ơn trời đất. Con mừng quá bà ơi. Mận mà nghe tin này chắc cổ còn mừng hơn con nữa. Con xin phép bà và con đi với bà. Con mừng quá bà ơi. Dạ thưa bà, công chuyện của bà tôi không dám xen vào, nhưng liệu bà tính vậy có ổn không bà? Con Mận là người của bà ba đưa về, không biết bà ba có bằng lòng không chứ. Tôi tính như vậy là dẹn cả đôi đường đó đa. Tôi để hai đứa nó ra ngoài sanh sống, chứ con Mận còn ở trong nhà này ác sẽ sanh chuyện không hay. Chuyện lùm xùm hổm nay sao tôi thấy nó nghi ngại quá thưa bà. Tôi nghĩ chắc cũng do bà hai lập mưu tính kế gì đó làm xáo trộn cả nhà lên. Lòng dạ bà hai ra sao tôi biết hết đó, chứ không phải không. Bà không chỉ muốn làm hổ mặt thằng Tân mà còn muốn châm hỏng vô tôi nữa nè. Thôi thì cũng là ghen ăn tức ở mà ra thôi. Chắc là bà muốn thay tôi cai quản căn nhà này đó ra. Tôi nghĩ chỉ tội cho con Mận nó phải chịu hàm oan. Dạ, cũng may là ông không có ở nhà, chứ không chắc cũng ồn ào dữ lắm đa. Thôi chị đừng có nhắc. Đợi mà tới khi ông nhà tôi ổng về đó, thế nào cũng có người bươi lại chuyện này nữa cho mà coi. Mận, Mận ơi, Mận. Bà cả thiệt là người nhớ đức, bà cả không bắt tội hai đứa mình. Bà hứa sẽ cấp bạc cho tụi mình làm đám cưới rồi ra riêng nữa chứ. Trời, em biết không, cái chuyện y như là qua đang nằm mơ vậy đó đa. Anh nói từ từ lại cho tôi nghe coi, bà cả nói sao? Thì bà cả kêu qua lên hỏi, hỏi là qua có thương em thiệt tình hay không. Rồi bà cả nói là sẽ lo liệu cho tụi mình như vậy đó. Và chờ khi bà ba về, bà cả sẽ bàn bạc lại. Tức thì qua sẽ được xóa nợ, và tụi mình sẽ được thành vợ thành chồng như là ước nguyện đó đa. Bà cả chỉ nói như vậy thôi, hay còn căn dặn chi nữa? Bà dạy qua là phải dắt em đi khỏi chỗ này, đi càng xa càng tốt. Mà qua thấy bà cả nói phải lắm mà. Tụi mình phải đi tới cái chỗ nào mà ở đó không có ai biết gốc tích chi của mình hết á. Mình lấy nhau rồi thì em yên tâm, qua sẽ ráng hết sức để lo cho em. Có cực cách mấy qua cũng chịu được. Với lại mai mốt mà có con á, qua càng mừng hơn nữa. Qua hứa là sẽ không để cho em phải cực thân đâu. Mình nghèo nhưng mà mình sẽ sống sao cho thiệt vui vẻ, hạnh phúc nghe em. Má à, sao má lại đứng ra gả con Mận cho thằng Đực vậy má? Thằng đó nó chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà này, cứ theo dõi bản thân thì nó phải làm công cho nhà mình tới khi già vẫn chưa hết nợ. Cớ chi má đòi xé giấy cho nó hết nợ rồi cấp bạc cho nó đi nữa làm sao? Con nói lý lẽ đã hết chưa? Má làm như vậy đó, cớ chi có không mà con phải rầy ra? Con không dám nói má sai, nhưng theo lệ của nhà mình thì chưa bao giờ có chuyện này. Có hay không là do mình mà con.
Nào giờ chưa có, thì bây giờ mình tạo ra có hại chi đâu. Nhưng má cũng phải hỏi qua ba, coi ba có bằng lòng không chứ. Tùy chuyện mà làm. Chuyện nhỏ như vậy á mà làm phiền tới ba con làm chi. Má có thể thay ba con định đoạt chuyện này. Nhưng còn Mận, cổ là người của má ba đưa về. Má đã dò ý má ba chưa? Con lo làm chi? Má biết thu xếp mọi việc sao cho ổn thỏa mà. Dạ. Nhưng chuyện này má làm là vì con đó đa. Má không muốn có chuyện tằng tiệu, tai tiếng ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình mình. Dạ. Nhưng má đã lo xong mọi chuyện rồi, khỏi phiền con phải cực trí nữa nghe không. Má, má, má nghe con nói đã. Má, ông bà tổ tiên phù hộ cho con trai của con tên là Thiên Tân, tránh xa cái sự cám dỗ của sắc dục. Con thành tâm cầu xin chư vị chỉ cho nó thấy đường ngay, lối thẳng, tu tâm tịnh tuy để làm người hiền lương. Xin ông bà phù hộ cho con dâu của con. Nó không phải chịu kiếp chồng chung bạc bẽo. Con coi á, lặt bỏ mấy cái lá sâu đặng cho cây nó mạnh, nó mới tươi tốt được. Chỗ nào á, mà còn lùm xùm quá thì tỉa sau á, cho nó gọn gàng. Có như vậy nhìn mới đẹp mắt nó đa. Dạ. Chị Cả. Dạ chào bà Hai. Chị phân xử chuyện thằng Đực với con Mận coi kỳ khôi quá đa. Tụi nó là quân ăn trộm, chứng cớ rành rành, mắc chi mà chị cho thả hai đứa nó ra chứ. Chị làm vậy là binh tụi nó ra mặt rồi đa. Con đi ra sau á, bón phân giùm bà mấy cây hoa lài đi. Dạ, xin phép bà Cả, xin phép bà Hai. Em làm chi mà ăn nói sẵn sớm quá vậy? Trước mặt tôi tớ trong nhà, em cũng phải giữ thể diện cho mình một chút chứ. Thì tại em bực bội quá nên mới lỡ miệng. Thôi em xin lỗi chị, nhưng em nghe học lại chuyện này em tức tối quá đà. Chị phải trừng trị sao cho cái đám tôi tớ nó sợ khiếp vía. Chứ chị làm vậy sau này em e là tụi nó được lừng, nó khinh nhờn phép tắc trong nhà đó đa. Không khéo á, nó bắt chước sanh tật, ăn trộm ăn cắp nữa đó chứ. Em nói hết chưa? Em Hai à, em dư biết đôi bông tai đó là do thằng Tân cho con Mận phải không em? Em chị biết là em muốn cho thằng Tân á, nó bị hổ mặt với người ăn, kẻ ở trong nhà. Chứ đâu phải là em muốn bắt tội con Mận. Đang yên, đang lành, vậy mà em á, cứ muốn xào xáo lên chi vậy? Chị phân xử công chuyện như vậy, thiệt ra là chị đang muốn dẹp bỏ thị phi ở trong nhà, cho yên cửa, yên nhà. Đây á, cũng là điều ông đã căn dặn để cho chị cai quản căn nhà này. Nói nào ngay, nếu mà thằng Tân á, nó muốn cho con Mận đôi bông tai cũng chẳng hại gì hết. Muốn bỏ qua hay làm lớn chuyện là cũng do tâm ý của mình thôi.
Chị gả con mận cho thằng Đực cũng là việc nên làm, coi như là mình tạo phúc cho con cái sau này đó ra. Ông đã giao quyền cho chị thì chị muốn làm chi thì tùy ý. Em chỉ e là chị làm vậy khác nào bắt thang cho đám tôi tớ nó leo. Ăn trộm ăn cắp mà còn được cấp bạc gả chồng. Sau này có đứa cũng phạm tội như vậy chị có tha không? Thôi, mai mốt ông về có hỏi tới chuyện này á thì chị liệu bề mà thưa, em không can dự chi hết. Mình thức dậy rồi hả? Thấy mình ngủ ngon cho nên em không dám kêu mình dậy. Mấy giờ rồi? Dạ, hơn 8 giờ rồi. Tôi chết. Tôi có hẹn với ông Trạng Sư Bỉnh lúc 9 giờ ở nhà hàng Đồi Cù. Vậy bây giờ mình dậy sửa soạn đi là vừa. Cà phê thơm quá. Hay là mình đi với tôi, chơi ở nhà không làm gì cũng buồn. Thôi, chỗ đàn ông bàn công chuyện, em đi theo thấy không tiện. Mình cứ đi lo công việc cho xong đi, rồi về. Vậy mình có đi đâu chơi không? Thì em ở đây đọc báo chờ mình về, hay đi tản bộ bên ngoài, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh ở đây nè. Vậy cũng được, nhưng nhớ được đi đâu xa quá nghe. Dạ em biết rồi, mình đừng lo cho em. Xong việc tôi về liền với mình đó đa. Cũng đã muộn màng, ôi thương
Mời. Dạ, mọi việc á, tôi sẽ làm đúng theo sắp đặt của ông. Tôi sẽ về biên soạn toàn bộ giấy tờ rồi gửi ông coi lại. Thiệt tình tôi rất vui khi làm ăn với người bạn chi giao như ông. Anh khách sáo quá, sẽ làm mất tình bạn thâm niên lâu nay đó đà. Có chuyện thì tôi mới phải nhờ cậy đến anh chứ. À, vậy khi nào ông trở về Cần Thơ? Chắc tôi lưu lại cỡ một tuần. Kỳ này lên đây tôi có mang vợ tôi theo. Ra là vậy. Vậy thì ông nên lưu lại và cùng chị nhà tận hưởng không khí trong lành ở đây đi. À mà nè, hôm qua tôi có gặp em trai của ông, Ba Thiện đó. Ba Thiện hả? Ừ. Nó đang du học ở Tây Dương mà. Nghe nói là về Việt Nam mấy ngày rồi. Anh có lộn với ai không? Lộn sao được mà lộn. Tôi có dừng lại và trò chuyện với y mà. Y về Việt Nam lần này lý do là tháp tùng theo đoàn đại biểu nước ngoài dự hội nghị tổ chức tại nước mình. Tôi hỏi có về Cần Thơ chưa thì y nói chưa. Tôi còn nghe Ba Thiện nói y lưu lại Việt Nam cả tháng lận. Em có thương anh không? Em không biết. Anh đã nói chuyện của tụi mình cho anh chị hay. Anh chỉ nói
Tuần sau á, anh đưa em về ra mắt. Nếu anh chỉ ân thuận á, thì sẽ chọn ngày lành tháng tốt cho tụi mình kết hôn luôn. Anh hai của anh ra sao? Có nghiêm trang, đáng sợ lắm không? Anh hai anh rất là nghiêm nghị và khó tánh. Nhưng anh rất thương anh và chiều anh lắm. Từ nhỏ anh thích cái gì anh cũng chiều anh hết á. Nghe anh nói sao em thấy lo lắng hồi hộp quá. Không biết anh có chịu nhận em làm em dâu không nữa. Chịu mà. Anh đã trình bày và nói hết tình cảm của mình cho anh hai nghe rồi. Anh có vẻ ưng lắm. Lệ Hằng à, em bằng lòng làm vợ anh nghe. Dạ, em bằng lòng. Đúng là chú ba có cặp mắt chọn vợ hay quá ha. Nhìn cổ xinh đẹp thanh tao như vậy, thế nào á, nhìn thấy em dâu á, anh chú á, cũng ưng bụng liền ha. Chị nói vậy á, sẽ làm Lệ Hằng ngại đó. Tôi nói thiệt chứ bộ. Nghe chú ba nói, hôm nay dắt cô ra mắt gia đình, mà tôi cũng thấy hồi hộp. Nhớ lúc trước, cũng từng trải qua chuyện này mà thấy tức cười. Lúc đó chú ba thấy tôi làm sao? Giờ nói thiệt đi, có phải thấy tôi á là chú vừa mắt với người chị dâu này liền không? Em à, hôm nay nhà có khách đó. Thì trước sau gì cũng là chị em với nhau mà, đúng không Lệ Hằng? Dạ. Tánh tôi có làm sao là nó vậy hà. Khách đến nhà nghe tiếng bà nói không cũng sợ mất hồn rồi. Anh hai, dạ mời anh hai ngồi. Anh hai, đây là Lệ Hằng, người mà em đã thưa chuyện với anh. Hôm nay em đưa cô ấy về đây đặng ra mắt gia đình mình. Lệ Hằng. Dạ. Đây là anh hai của anh, em chào anh đi. Mình, Mình ơi. Mình thấy sao? Em dâu mình hình dung thì thanh tú, cử chỉ lại đoan trang đó đà. Bởi vậy tôi mới nói anh em nhà ông thiệt là tinh mắt. Không chọn thì thôi, chớ đã chọn thì toàn là chim sa cá lặn không à. Chú ba đừng có lo, dòm anh chú là biết ổng rất ưng ý đó đà. Thôi, cả nhà mình dùng cơm đi. Mọi người chờ ông nãy giờ rồi đó. Mình vừa ăn, mình vừa nói chuyện, chứ để cơm canh nguội lạnh mất ngon. Dạ, vậy mời anh chị. Em dạ, ăn đi. Cảm ơn anh. Vậy mời hai chị. Ăn đi. Dạ. Em ăn tự nhiên nhiều vô em. Dạ. Em rơi lụy mà anh đã hoàn thắt có ruột gan. Anh biết việc anh ra đi lúc này sẽ làm cho em bi lụy, nhưng mà anh không còn cách nào khác em à. Anh đi rồi chừng nào anh mới về? Chắc khoảng 4 năm lận.
sau khi tốt nghiệp á, anh sẽ về. Lúc đó tụi mình sẽ làm đám cưới nha em. Mọi chuyện anh làm hôm nay hết thảy là vì tương lai của hai đứa mình. Mình phải cố gắng vượt qua hoàn cảnh trắc trở này em à. Anh phân tích lý lẽ như vậy cũng làm em hiểu được mọi chuyện rồi đó đa. Thương anh, em sẽ cố chịu đựng nỗi buồn ly biệt. Nhưng sao em không thể nào cầm được nước mắt khi nghĩ đến chuyện phải xa anh. Lệ Hằng à, anh rất hiểu tình cảm của em đối với anh như thế nào. Anh hứa với em, qua đó anh sẽ gửi thơ cho em hàng tuần. À, em nhớ qua nhà anh hai để nhận thơ nha. Mà em cũng phải xin viết thơ cho anh nữa nghe không. Anh đi học để mơ này có tương lai tươi sáng. Việc này em hoàn toàn đồng tình với anh. Nhưng chỉ sợ anh đến chốn phồn hoa đô hội, anh thay lòng đổi dạ, quen với cô đầm nào đó rồi quên em luôn đó đa. Lệ Hằng, anh hứa anh sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với em. Anh chỉ yêu thương mình em và một lòng một dạ chung thủy với em thôi. Anh xin thề suốt đời này anh chung thủy với Lệ Hằng và chỉ lấy Lệ Hằng làm vợ thôi. Bộ em không tin anh sao? Em tin anh. Nhưng người ta hay nói xa mặt cách lòng mà. Em còn nghe nói gái Tây Dương họ không có coi trọng chuyện tiết trinh, họ không an phận thủ thường giống như đàn bà nước mình. Với lại họ cũng đẹp đẽ tân thời lắm phải không anh? Trong mắt của anh không có ai đẹp bằng em đâu. À em à, anh hai đã hứa sau khi anh có bằng tốt nghiệp á thì ngày anh trở về là ngày hai đứa mình sẽ kết hôn đó. Em hãy nghĩ đến ngày đó mà vui lên nha em. Dạ, em chào chị cả. Em đến chơi hử? Vô nhà uống chén nước đi em. Dạ, thưa chị, anh Thiện có gửi lá thư nào cho em không? Sao mấy tháng nay không thấy nó gửi lá thư nào hết trơn à? Chắc là do nó bận học quá đó đa. Thôi, em vào nhà chơi nói chuyện phím đặng. Dạ thôi, em xin phép về. Em chào chị. Dạ, em chào chị cả. Anh Ba Thiện có gửi thơ cho em phải không ạ? Cảm ơn chị. Lệ Hằng, em hãy quên anh đi. Anh thấy mình không xứng đáng với tấm chân tình của em, người mà em luôn thương quý.
luôn xem như là nơi xứng đáng để trao thân gửi phận. Nay đã không còn giữ được lời hứa khi xưa, anh thật khổ thẹn vì lỗi hẹn với em. Anh sẽ không bao giờ trở về nước vì không còn mặt mũi nào đối diện với em. Hãy tha thứ cho anh nha em. Em, chị thấy thật là nhẫn tâm khi mà trao cái lá thư này cho em đọc. Nhưng chẳng thà em biết còn hơn là phải dối trá quanh co. Nhưng tại sao anh Thiện lại nói chi những lời bạc tình bạc nghĩa như vậy hả chị? Em không tin đây là những lời anh nói với em. Có phải anh nhầm lẫn hay trêu ghẹo gì em không? Ba Thiện, anh có nỗi khổ gì mà không thể quay về được chứ? Em bình tĩnh đi Lệ Hằng. Sự thật phũ phàng là như vậy, không có né tránh được đâu em. Dù gì em cũng phải cố vượt qua cái nỗi đau khổ phụ tình này. Chị biết em sẽ khó mà chấp nhận cái chuyện này, nhưng mà em không nên phí tuổi xuân mình trong hy vọng mù mịt. Em à, hãy can đảm để mà vượt qua đi và sống đường hoàng trong ngày tháng sau này. Xa cách đằng đẵng, không tin tức, không thờ tự, em chờ đợi mỏi mòn từng khắc từng giây. Để rồi bây giờ nhận được lá thư để sao? Chị cả, tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Em thấy ức lòng quá, em đau đớn không sao tả xiết. Chị à, chị nói đi, em phải làm sao đây? Em phải làm sao đây hả chị? Em phải làm sao bình đây? Lại, bình tĩnh. Có phải còn một lá thư nữa của ba Thiện phải không? Hả? Tại sao chị lại giấu em vậy? Chị đưa cho em đi, chị đưa em coi đi. Không em, đừng coi. Anh hai, em sẽ không về nước như đã hứa. Vì vậy em đành phải nói lời xin lỗi với anh. Em đã làm một việc mà không xin phép anh hai. Anh à, bên cạnh em lúc này đã có người con gái Tây Dương mà em đã dành cho cô ấy rất nhiều tình cảm yêu thương. Cô ấy sau này sẽ là vợ em. Khi nào thu xếp công chuyện xong, em sẽ dắt cô ấy về nước ra mắt và chịu tội với anh chị. Bình tĩnh đi em. Ôi đừng. Lệ Hằng, em sao rồi? Chị nói em biết đi. Những gì em đã đọc, đã thấy chỉ là một cơn ác mộng thôi phải không chị? Chị, anh Thiện không bao giờ đối xử tệ bạc với em như vậy, đúng không chị? Đúng không? Anh Thiện, anh thương em thiệt tình mà chị. Anh sẽ quay về kết hôn với em như lời thề năm xưa chứ?
Chị ơi, chị nói đi chị. Chị cả à, chị nói đi. Tất cả không phải là sự thật, đúng không chị? Chị cả ơi, đừng có đối xử với em tàn nhẫn như vậy mà. Anh Thiện ơi, Oh, my God.